Đây là cách tránh khỏi quái vật bằng thảm cực kỳ đơn giản mà có thể bạn chưa biết luôn nha. Creeper không dám vô luôn nha. Đầu tiên các bạn xây cho mình cái cửa hai ô vậy và các bạn lắp hàng rào lên nè, rồi lắp mấy cái phiến lên. Đó. Và các bạn sẽ đào ở dưới đây và lắp chỉ và đặt thảm lên. Thế là xong rồi đó. Vậy thì không có con quái vật nào có thể vô được đây ngoài trừ con nhện. Đây là kênh YouTube Max Cool Gaming, mình sẽ chuyên làm về những video dài, các bạn hãy vào để đăng ký ủng hộ mình nha.